Cũng là địa phương giáp ranh với tỉnh Hải Dương, nơi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, huyện Phù Cừ đã tăng cường, rà soát và lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trở về địa phương. Tính đến 10 giờ sáng ngày 16 tháng 2, toàn huyện Phù Cừ đã rà soát được 210 người từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trở về địa phương, đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 100% các đối tượng. Bên cạnh đó, tuyên truyền trong nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người. Hiện nay trên địa bàn huyện Phù Cừ đang giám sát cách ly 257 người, trong đó có một trường hợp là F1 liên quan đến ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện, đã có kết quả 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. 256 người được giám sát cách ly tại nhà. Hiện tại, sức khỏe của tất cả các trường hợp đang giám sát cách ly đều bình thường.